bé ở núi Cấm nè. Rồi thôi có gì nói chuyện. Hỏi hỏi anh họ này ở đâu? Dạ anh ở đâu lận? Ở Bình Định hả? Ờ sao 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 màn hình nó bị gì vậy? Anh ở trong rừng. Ở trong rừng mà sao? Bị gì? Bẻ kính hả? Ủa sao? Rồi vậy thấy đó bây giờ anh nói chuyện với cô đi nha. Dạ, cô. Không mà bé 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 chào anh trắng trợn. Dạ chào trắng trợn trợn mình à. Chụp thật mà đó. Đó, đâu phải nó không chụp thật đâu. Rồi có gì là anh nói đi. Nó. Nhìn lại nhìn sao mà giúp sao anh nói cho rõ ràng đi thì bé sẽ nói chuyện cho vui. Ồn ào quá anh. Cái bà. À dạ dạ anh là bé có chuyện gì anh nói đi. Rồi bé đã, đang đang đã nghe đây tiếng nói ở chợ xa này. Bây giờ cứu mà cứu ở chơi cho chơi trong chợ chỗ nọ nào và cho anh nói cho rõ ràng đi thì bé mới hả rồi cứu cái thằng đó hả, thằng xác á hả, thằng xác kia tròn đó vịt dư này chẳng đây trượt đó mặt này thông minh đây mắt nhãn chứ còn mờ này làm sao thấy được thằng độ mình là ai. Nó gì chuyện đi sao đâu nó gì nghe không được mà thấy mặt cô không già thấy không rõ hả cô, đồ. Không thích. Tức tức là cô thấy không rõ hả, giỏi lắm. Tức tức là ý của anh muốn gặp bé làm cái gì, tại anh để sao màn hình anh để ngoài cái mùng đó vậy? Không có cái mặt cái điện thoại nó bị anh này nó bị thử thách chỗ ngay cái kính thử thách bé đó. Tức là anh muốn nhờ bé giúp hay là anh thử bé? Lầm dầm bé còn đi uống lộn nó này à, bữa nào bé ra ngoài bé giúp nó bỗng đi uống một trăng đường giờ hết rồi chưa giúp bé chấp đó là cái phần tâm linh của mình nó đang cứ bị vấn đề gì không mà sao nó tu hoài nó không có tiến bộ không cứ mở cho anh cột đèn cho sáng lên tiến bộ cái đường đi không nói chuyện đó không nghe gì nó hỏi hết. Lầm dầm rồi thôi bé ngưng tiếp chuyện với anh này á, thông cảm nha. À, rồi rồi thầy mà còn bị khử anh phải bé nó mắc nhãn đây còn mờ quá làm sao thấy bằng độ mình là ai đó nó bé nó vừa chút mà đó đừng có khử tức là ai thử là bé biết hết á không ạ. Dạ thì bây giờ cũng nói như nó chuyện mà chưa vô mặt rồi lừa rồi vô hoài là không có trông chậm không nói. Nói chung ai mà có nhu cầu mà bé giúp thì để thanh anh em mới tạo điều kiện mà có cái thử thách thì thôi cũng mong anh em thông cảm nha, việc mình làm đi rồi việc ai nấy làm đi. Người đó mà đi 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 đi, đi khử khách chung con nít không biết bật cửa đúng không, bé nhìn nói là sự biết thật đó. đi. Đỡ thấy bé nhỏ đi giúp không mà thấy người nọ này họ hỏi là từ từ trong cái chuyện ra là bé thấy không đông chậm rồi là bé không khứt rồi chứ không thấy bé nhỏ bé biết đâu nhường.
để ăn đồ nhường. Sưng mà sưng ấy đau nhức nhớ nhiều, đáng đưa nhiều. Đáng cho các thương ra quên làm một chặng nữa chứ. Bình định gặp lại hát đi rồi sao biết bình định. À, bình địa luôn á. Dạ thấy đắt xa đi. Dạ thanh đồng mới lấy quá qua chân. Thảo chưa chứ quên quên đó bà. Rồi thấy nhỏ nhỏ nữa, nó nhỏ đó, nó đem mày đem theo vào đó, đợi đưa 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 trong vừa dùng đi, lại lấy qua nhà vừa dùng đi, bánh thơ kìa, có bánh thơ kìa, lấy cái gì chảy thì nè, lấy cái này chảy mà, đó, ăn cho nó đàng hoàng đi nè. Nó khạch khẽ đi. Rồi thôi kể được, có cái bọc ra không? Để đánh ra, để kéo ra. Để lót cái giấy này. Rồi đúng rồi. Có cái vườn cho anh bà đó. Dạ. Đó, nó bán đỏ ăn đi, ăn vào đi, đặng cho không minh. Không ăn, ăn bắp này là chắc ăn như bắp luôn. Đúng rồi. Chắc đâu cái khử khử đó mà. Cái làm bệnh đau mà hai người không bằng cứ ăn trưa trưa bắp. À, quá tỏ. Ngon không? Bá sạc lên nhon luôn. Xé xé cái đó già đi. Rồi chị có gặp bé không? Xé xé già. Xé già thì bánh ngon em mơ. Cái đó đem theo anh đặng tiếng đồn đó. Chị đợi anh chút nha. Đã đem theo đợi đợi khỏi lụm mót á. Mấy vợ nó đừng lụm mót quá ơi. Nghe mẹ chứ em lụm mót đau đau thì lòng khóc già quá. Hello. À, chị gặp bé nhà mấy giúp phải không? Thôi, đợi giúp nó đi chứ. Chứ mày chặt anh ghê tồn xuống ngoài dùng đi có nước kìa. Đem nước vào đi đậm đuống. Để cho nó trôi. Giờ cô bác đói quá, thầy mơ vô nó lụng bồ đậm gì nhiều nha đồ. Rất là nhiều luôn. Rồi lụng tắt và lụng đồ đố hứa luôn đó. Đậm lắm. Dạ, em chào anh Thanh. Dạ, thì có gặp bé đây nè. Có gì nhà bé giúp thì chị nói nha. Bé dạ, ơi, có cô. Cảm ơn anh nha. Dạ. Chị nói với ma mà. Dạ, có chồng cô. Dạ, có chồng cô. Có bà. Chào bé. Dạ, cô Phật. Chào bé, cái này là bé rồi đó. Cái này là chìm nhịp. Mưa đây sao nhiễu nước. Co này nằm đây ngoài nước đó. Mưa này nó đều chìm nhịp bắt kiều. Đó. Dạ, cô bé khỏe không? À, vì cái bóng này không biết khỏe hay không mà quà mà đi uống độ hoài nó quay đi à, chị dạ hôm nay bữa nay á là giống như em cũng được con cũng được Hữu Duyên với lại anh Thanh để gặp cô bé dạ môn phận ơi bé tại vì biết không con cái cổ của nó sao nhiều khi nó hay nghẹt nghẹt á nó làm giống như nó bị khó thở vậy đó cô bé nó nhưng mà nó lại đá kia kia chơi thành đó bệnh này nhìn đây đủ thứ đó bệnh này nó lung cùng cái chơi cái nữa giờ tập quân làm thêm gì ơi đu bé quê hàng người ơi người nào cũng bệnh đau à, bệnh luôn à vừa tay thì nó nằm ở chỗ đó này mà đây mà ăn ấp đó vừa vô này nó mất đi rồi cắt đi. Rồi bé đang giúp chị đó. Dạ. Rồi cách mưa đó. Rồi xong rồi đó. Chị khỏi được chưa? Chị khỏi được chưa? Thầy con người thấy sao? Cô bé ơi. Cho con hỏi đi. Tại vì cũng thấy cô bé trên anh Thanh với lại anh Thảo nhiều lắm. Cũng theo cái clip để xem dữ lắm. Nhưng mà cũng giờ đó là trên này không? Để Hữu Duyên á. Để Hữu Duyên gặp cô bé ngoài đời được không? Ở đâu chị? Ở đâu lận? Dạ em ở thành phố á anh. Thành phố không? Mong gặp cô bé ngoài đời được không? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Sài Gòn thành phố cũng vậy mà. Rồi trốn luôn. Trốn luôn. Sao bé lại trốn? Đã trốn luôn rồi. Bệnh tình quá. Quá nhiều bệnh đề, con nói nhiều bệnh quá giờ con trốn luôn. Sao đây bệnh kinh kia đó chửi gì ăn núng nè ăn măng nè ăn gà điếm nè nên chưa bị bệnh đó nhưng ăn nhiều thứ độc quá ăn cái đó là nó bị cái này nhiều lắm gà tím kêu đừng ăn có gà tím nghe đó đừng ăn gà tím mình đừng ăn gà tím hả chị với măng với núng với nằng với núng măng núng gà tím ăn
cử đó. Bỏ đi. À, bánh chi nấm với cà tím là không có ăn lắm đâu. Dạ, cử đó, chị cử đó đó. Dạ. Ở Sài Gòn mà đi thì mấy chị biết bé ở đâu mình đi. Ủa chị, bộ chị, bộ chị có bị bú cổ không? Đang bị đó. À, hôm hôm đợt đó thì nó có bị có một chị nè, nhưng mà đi bác sĩ thì bác sĩ mới nói là chị có cái nhân, cái nhân thôi chứ không có, bác sĩ không có nói là bị bú, nhưng mà nó bị cái nhân thôi. Dạ. Một nhỏ nha. Cho nên là thấy anh Thanh có quay cái clip của cô bé á, cái cũng như cũng muốn để hữu duyên để gặp cô bé ngoài đời á, để nhờ cô bé giúp giùm cho mình khỏe. Bây giờ chụp mình trốn đi. Mình trốn. Nãy giờ cô bé có giúp chị đó. Trốn con cô bé ơi. Giúp xong rồi đó, nói với chị giúp xong rồi. Thì cô bé nãy giờ giúp chị xong rồi đó. Chị lấy nướng miếng phiêu, nhiều phiêu khước chắc á, để miếng chà chà dặn dặn cái khỏi ạ. Dạ, như mình cái bột đất chua của chị còn không? Khỏi được rồi đó, nhẹ rồi đó. Cái gì vậy? Thì cái mục mà chỗ cổ chị đau nó còn không? Hiện giờ nó còn không? Nhẹ chưa? Nghĩa là bây giờ nó không có còn nữa. Mà nhưng nó không có còn mà lâu lâu á, nó giống như là nó bị, nó giống như nó bị hơi hơi khó thở, nó bị kẹt 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 vậy đó. Thì bóc vào dùng rồi đó. Thì bé mới bóc dục ra ngoài rồi đó. Dạ. Vì giấc khuya á. Bởi vì nhờ cô bé đó, nhờ cô bé là cũng định, cũng tính là để hữu duyên với lại anh Thanh á, để nhờ anh Thanh giúp cho mình gặp cô bé ở ngoài á Thanh. Dạ. Nào bé đi Sài Gòn đi mà gặp. Cho con gặp cô bé nha. Ủa ba. Vậy là phải chồng mình đem đi theo. Cậu nói cuộc đời của khổ khổ quá kìa. Rồi tới. Khổ bằng cái mời nè. Bị bầm giặt mà chưa ngang cơn một câu nào nè. Là có chút khí buồn. Cô bé nói gì vậy ta? Cô bé nói cuộc đời cô bé bị bầm giặt còn chưa than nữa mà chị khổ đâu có nhiều đâu mà chị than. Chị cố gắng lên. Cô dẫn là cô bé ơi. Hả đà 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 cô dẫn là cho anh Thanh. Hả đà ở đường cô bé dân. Mô phạt. Khi nào được hữu duyên á cho con gặp cô bé ngoài đời nha. Ngoài đời là gì? Là giống như vậy nè. Dạ. Cô bé không hiểu ngoài đời là gì luôn. Không biết đâu. Dạ dạ. Lại gặp ở chợ chợ dưới Khí Giang. À, gặp ở dưới Khí Giang á. Chợ cháu ngoài đời. Ngoài đời. Ở trên kia dùng từ khác nhau dưới đây nhiều quá. Anh nói với cổ khuyên ngủ giúp mình cứ chạy lấy nước miếng hai cái cổ dặn à, cô bé có dặn chị á. Chị ăn chuối chim mà. Ăn chuối chim tám là giờ rồi đó. Tám trái. Một ngày một trái ăn tám là trời đó. À. Chị ăn chuối chim á, cổ chỉ ăn chuối chim á. Ăn cái thằng chuối á. Dạ. Mì bị á. Ừ. 8 trái 8 ngày hết rồi với ban đêm thức rồi dậy hay tha nước miếng thúi vô cái chỗ mình hay bị đau vậy ấy là cũng hết đó. Dạ có nghĩa là một ngày ăn một trái ha. Dạ dạ 8 ngày liên tục. Dạ một ngày một trái mà 8 ngày ha. Một cái chiều một cái vậy đó. Ờ sáng một trái chiều một trái 8 ngày chứ là 16 trái đó. Đúng rồi đó. Dạ dạ đúng rồi. Cái đó là chị cái gì không cô? Thì ăn cho hết bị cái đó. Ờ hết bị mấy cái mục đó đó hả? Dạ dạ. Giờ mình tập lắm ăn. Cái bài thuốc hay quá, ăn chuối cũng hết nữa. Nhiều người ta đâu biết đâu ha. Không phải không biết được. Dạ. Bởi vậy em nói em thấy anh với anh Thảo hay quay cô bé lắm nhưng mà không biết để làm sao á mà để gặp được để gặp được anh với để cho em gặp cô bé. Rồi hôm nay gặp rồi đó. Dạ, nhưng mà em còn muốn gặp ở ngoài anh Thành rồi. Rồi thế nào cũng gặp à, không có duyên mà gặp à. Dạ tiếp đủ duyên thôi. Có chứ mình. Dù đủ duyên có khi nào á anh ấy thì ví dụ em ấy em sắp xếp được á anh cho em đi cùng anh Thành ha. Dạ. Nói chung thì để có duyên thì chứ hứa rồi không hứa đâu dạ rồi chứ. Dạ, thì khi bé đi đọc sách lắm. Có duyên đi anh ha. Dạ. Bé nhiều tài lắm, bé siết, bé đang siết luôn á. Đó, bởi vậy em cứ theo dõi anh nhiều lắm đó anh Thành. À, siết gối á. Chơi 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 hả bé? Anh Thành nó đứng lên là em cũng coi chơi á, anh với anh Thảo á.
Dạ cảm ơn chị ủng hộ. Dạ. À, bé đang chơi trò chơi. Cái trò chơi đó kia trò chơi gì bé? Không nói. Đừng hỏi. Làm gì đó? Đang đang chị bên đó hả? Chắc có lẽ là cô bé đang giúp chị gì đó, đang chị cho chị cái gì? Bị đau bụng nha. À chị có bị đau bụng không? Bị đau bụng. Đó, cô bé đang chị cái chiêu đó đó. Anh này nhiều duyên quá. Để đặt lên đi. À, cho bên kia hiểu đó. Con không hiểu đó cô bé ơi, dạ anh nói lại. Không phải đâu, anh đào về thì khác. Có chuyện đó. Sợ xong rồi đó hết rồi. Yeah. Hết đau bụng đó hả không? Rồi xong rồi đó. Xong rồi đó. Chắc kỳ bệnh cô bé đọc báo đó. Được. Anh nói giùm là cái lưng của em đau lắm anh Thanh. Em bị gì? Nhận lưng mất, dánh lưng mất. Không nhận nữa, bên chụp mà chốt nơi vừa đó. Nên chụp mà chốt á. Thì nói chung nãy giờ cô bé cũng giúp trong người chị đó. Thì không nói đó, dạ, cho dạ. Nên như vậy là đang giúp nữa đó. Cho càng nhiều chuyện quá. Đã cảm ơn. Đang im đi. Chúng mình cháu rồi. Còn kêu déo nữa. Nên mẹ nó bé đặt thằng không mẹ hết tài vui vậy đó. Không cho nghe luôn á. Cái này ta xem video ta cũng không hiểu mình làm gì. Đang chơi đang học điều quá. Đâu biết bằng gì. Thấy không? Rồi khỏi ba được, đừng rồi. Hỏi nữa nha. Rồi vậy thôi đó chị. Rồi. Dạ, rồi em cảm ơn anh nha, dạ vô phòng cô bé. Dạ cũng như chúc mừng chị á, có dạ. Duyên ngủ duyên. Dạ. Rồi chào chị nha. Chị không chị á, để em liên lạc với anh được á, khi nào anh thuận duyên anh cho em đi cùng với anh đi ra ngoài ăn gia gặp cô bé ha. Dạ. lần sau bé có bé có lên cái có duyên lên anh cho chị đi theo. Để trốn luôn rồi. Dạ. Rồi chào chị nha. Chưa không bằng nói thôi đó. Ở đây không là đó, ở nhà này ở đây nhìn đói đó, giờ con cháu này về cho ăn đâu không thấy ăn kiếp cạnh này, về đây mà không thấy được thì nhờ bé này mà để cho ăn nô khạc nơi ông bà đói quá đi. Biết mà anh không biết mình ra làm mấy phải sao quá. Dạ sao anh không cho Thảo cái khư đó, cho anh Thanh có cái đó. Mai đưa hết rồi, đưa cô Tám hết rồi, mai kêu cô Tám đưa lại. À vậy hả, kêu cô Tám đưa lại hả, nè bé đẹp không? Cây này đã hết mũi rồi. Giờ chỉ có cây mũi có loại giống như ông già mà tôi thấy mình tiếp xúc với người ta. Thấy chưa, cơm nặng nồng tha thiết luôn mà. Mười mấy ngàn cây. Không phải. Chỉ mày cho chuỗi á. Để ngày mai xuống nó bây giờ kêu rồi. Đó, có chuỗi đen đó. Nặng này trên tay đó, lặng này miệng tay niệm Phật đó. Mà trong tâm này trống không. Đó, phải nhớ mình. Nhớ niệm Phật đi công chuyện mặn mà. Nên lo chuyện nọ nên nhiều khi không nhớ nữa. Khi nhớ giật mình niệm Phật mua mà con Phật. Đậm hơi vậy đó, đậm Phật xong rồi đó. Không biết sao mà giờ nào không đủ thi nhờ. Đó thấy không? Bé nói mà biên cương lá rơi tu em ơi. Đường này không chờ mà em bị té đau. Đau đầy nhức đó rồi một mình. Giờ đây ở Pháp một mình. Mà giờ Cái này được về Pháp không á hả? Để về được về Việt Nam không á cô bé? Là sao? Tức là hỏi sao chị? Được. Tháng 8 đi. Cô kia tháng 8 đi. Tháng 8 về đây ăn bánh trung thu đây nước đó. Trà này được thơm đây nhớ đó quê hương này. Về đây uống nước trà đó có trung thu này bỏ vô. Đó, phải tháng 8 đó chị ơi. Ở mặt. Dạ. Bé tại vì đâu cái cạc tội đậu với thì đậu cái cạc á, cái cạc mà mình cái cạc chứng minh gì đó. Đậu cái cạc chờ cái cạc nó tháng 6 mới đổi á, cho nên không biết tới tháng mấy được về. Còn bác phù hộ cho tháng đi qua đi Việt Nam. Rồi tháng 8 đó.
Dạ chăn cám. Có phạt anh đó hả? Có phạt. Dạ. Dầm tháng 8 á, chăn tháng 8. Mới vô cái bao cái quả giờ được cưới không? Dài bữa đang dời lông lắm nè. Dời bữa gì lông? Thấy nói dời bất ngờ đi, đừng hẹn hò. Dời bất ngờ đi, đừng hẹn hò. Có phạt. Thôi nghe lời tổ tiên của Quyền đi, đừng nghe lời bé, người ta chưa chửi bé đu đu kìa. Nói à, chào Trần Việt, rồi nhậu nhiều, rồi đớt nữa, đớt mà anh Kiệm hay sao? Dạ. Cũng đang chỉ vào cho chị nữa đó. Rồi hết tài bá nha, đừng có nhõng nhẽo nữa. Mà nhất đây nè, cái coi đó bị nhất lên nè, chỗ ngọ nè, bị nó chẹo vậy nè, nó giờ lẫy lại cho nó như cũ đó, nên khỏi lại. Đúng rồi. Đúng rồi, giờ đi được rồi, báo gọi đi, coi vô coi da được rồi, báo nha, hơn hết tàu nha. Vậy. Rồi xong. Đã xong rồi đó. Rồi. Đừng nói nữa nha. Vậy là em chào chị nha. Bà cảm ơn bé nhiều nha. Cảm ơn Thanh nhiều. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Bé giờ cho tạ đơn. Dạ. Dạ dạ. Ok, cho kẹo đem cùi đùi đâu dám ăn đâu, biết có chút độc không cho được. Cho kẹo đem cùi đùi nó luôn. Không ăn được. Không được. Đã chị thằng chuối á.